Hello, welcome to my channel. Hôm nay mình sẽ chơi người sáu trò Run và Holo. Ô, chúng ta có một cái món quà đây. Chơi thôi. Quả đào quá chứ không? Đẹp quá trời nhờ. Trong này có tuyết rơi này, cái thông Noel này, đủ thể loại luôn. Mình thấy hiếm trò nào mà người ta làm vừa vặn thế này lắm. Nhiệm vụ đó là đi nhặt 5 cái con gấu bông của nãy đấy. Chúng ta được 3 con rồi, còn 2 con nữa thôi. Easy vãi. Ô, có con biến hình này. Mình ăn thêm khoảng mấy cái nữa là biến hình này. Biến hình. Ấy ồ ôi. Cha vừa biến hình một tí. Ngắn quá, nhiệm vụ ngắn quá. Ta chạy thêm phát nữa thì. Lần này là ăn 15 con nhá. Ôi, nhanh thế. À, không phải nghiêng mà chúng ta di chuyển sang trái sang phải này. Tuyệt vời. Đẹp lung linh huyền diệu. Phê thật đấy. Đâm đây mất rồi. Chúng ta xin vào trò Benny Run. Trò này vào nó cũng bắt giới thiệu các thứ nhiều quá. Chạy thôi. Hôm qua mình có tiêu diệt cái con boss 48 máu thì hôm nay nó chuyển sang một con boss khác 54 máu. Vậy già trời. Quánh này bao giờ mình chết được cái con này. Châu kinh khủng. Càng ngày nhưng mà những cái vật dụng mình nhặt được cái đam nó vẫn bé quá. Nó không to. Không biết là có chức năng nào mà mua thêm cái vật dụng này không. Để cải thiện cái lượng đam mình xúc một phát một lần là 5 máu thì nó mới nhanh chết được con mót. 3 máu thì không ăn thua. Mà né như thần. Chơi giỏi vai. À ha, một con nhện con này. Con nhện này. Ấy nó lại gọi thêm 2 con nữa này. Chết hết rồi. Cả đồng ngồi. Này. Cái con này giống cái con Pokemon đá ở trong phim Pokemon ấy. Sao nó đông thế nhỉ? 2-3 tơn nhỉ. Ủa, anh chàng gì mà mắt một mí đi theo ếch để giống thật đấy. Ôi, con boss nào lộ nguyên hình đi để tôi diệt cho nó nhanh. Rồi sang game khác, bao nhiêu game nhà bao việc này. Tiêu diệt mãi không xong rồi cái con này, máu quá trâu.
Nó né như thuần vậy. Đỉnh vãi. Chúng ta mình vào xem bình luận toàn thấy các bạn khen thôi, cũng chả thấy ai chơi cả. Làm thế nhỉ, làm cái con nhỏ nhỏ thế. Ôi, chúng ta đến cái chỗ này. Ôi, chết rồi. Cái chỗ này là cái bãi gai. Bãi toàn đinh rồi này. Ây da, cứu tôi với. Ôi, cứu. Toàn mất máu ở chỗ này. Toàn mất máu ở chỗ này này. Chỗ này nó khó di chuyển quá nhỉ. À, sao thế? Đù, biết cách chơi rồi. Bố đông ngôi. Cái bán này đông quá. Chết rồi. Dám ở đây rồi. Chúng ta sẽ sang trò Super Mario nhé. Thôi mình sẽ vào cái tour này. Chúng ta sẽ cố gắng chơi với con boss để ăn cái đồng tiền màu xám này này. À ha, đỏ thế nhỉ, được ngay một đồng rồi. Không biết đồng nữa đâu. Ui dồi ôi, cao quá. Cao quá, không tới được. Ở đây có một đồng nữa này. Mày ăn mấy đồng này dễ vãi mà đồng kia khó thế nhỉ. Đấy, cố tình chết thì để... chết rồi. Tuột tay rồi. Đây chính là cái con boss rùa này. Con rùa này sẽ nó xuất hiện xuyên suốt cái những cái màn này luôn. Và hiện tại cũng chưa có cái màn mới phải đợi phần remix 10 thôi, nhưng mà phần ý nó bắt mình đợi khoảng 30 phút mới được chơi. Chúng ta chơi tạm phần này. Vừa chơi vừa giả vờ chết chứ làm sao mà chết được. Được, chúng ta sẽ sang trò Crack Rider. Đây rồi các bạn ơi. Mình chơi trò này từ ngày xưa rồi. Cấp độ 1 thôi mà. Wow, chúng ta đang ở trong đấu trường huyền thoại. Mình đang đấu với một cái đối thủ khác này. À, bên kia có Benka. Có cái gì đấy? Đông như. Benka, mình cũng có Benka. Benka ở mình cấp độ 11 rồi. Đủ có vãi. Wow, wow. Chém nhau đi à? Nhưng mà bạn nào làm về game này cái giá quảng cáo ở game này rất là cao mà. Cao lắm. Đỡ thế nào được. Tuyển quốc gia đây này. Ái giả. ông này thua rồi, ông ấy gọi bắn luôn vào cái nhà chính của mình.
Đây chính là Benka đây. Benka cấp độ 11. Mày chém thì lủng nhà ngay. Đây đây đây. Ông nào hack tài khoản mình sao nhỉ? Toàn bị đổi tên thôi. Vâng, mời các bạn xem trò Subway Surfer. Mình thường chơi hết những cái game màn hình dọc xong mình xoay ngang nha. Mình chơi mấy game màn hình ngang. Mình sẽ chọn cái nhân vật robot. Robot trang phục màu đỏ. Vừa mở khóa mua xong cái ván trượt này này. Ván trượt này giá trị là 20 cái chìa khóa. Nó đang giảm giá mà. Giảm giá mình mua luôn. Nó chả có hiệu ứng gì nhỉ. Sida vãi. Chỉ được cái nhìn là đẹp thôi. Bạn nhé, phải cho thêm cái hiệu ứng tuyết rơi là những cái hạt tuyết đằng sau có nhìn nó đẹp hơn. Mà thường các ông nhà phát hành game cũng không làm chứ. Muốn thêm thì phải thêm tiền đấy. Ôi. Quá rồi. Thêm một chiếc tê nữa là xong này. Rồi mình sẽ sang game khác. Đó, mình quay review nhiều game nên là mình sẽ giới hạn thời lượng game ấy. Mình có chơi nhiều đâu. Đây rồi, chữ T đây rồi. Xem mà đứng chứ. Hai người đuổi nhau đều có trang phục màu đỏ. Chả chết thế này. Thôi phải diễn nó chết thôi chứ còn được. Chơi mãi không chết nổi. Bạn diễn nó chết một dàn dựng. Dàn dựng một cái vụ tai nạn như thế. Chúng ta sẽ sang cho Angry Bird Transformer. Ô cái gì đấy. Mình vừa nâng cấp xong rồi. Rank 6 rồi. Ta sẽ vào đây. Đây là một trò chơi rất là hay. Mình hy vọng là nhà phát hành game sẽ giữ mãi nó. Đừng có xóa bỏ giống mấy cái trò khác như kiểu Angry Bird Classic. Xóa hết thôi. Angry Bird Go cũng xóa mất rồi. Chào ơi. Chưa kịp tải xóa sạch kìa. Các bạn, một số bạn tìm thấy game không có là do người ta nhà phát hành game xóa rồi nhé, không có đâu. Ngày xưa mình tải từ trước rồi mà. Mình có trước mà. À, con lợn này nó còn bọc giáp đây nè. Cái gì đây? Người máy của mình đang trang bị súng sóng âm. Đấy, bắn diện tích rất là to. Con lợn này súng đã cùi quần. Tinh tướng mang ra mà bắn mình à.
Aha, triệu hồi lợn. Wow, anh ta xuất hiện như một vị thần luôn. Bán kinh phết đấy. Láo phép nhỉ. Còn nào, còn con nào không? À, đây vẫn còn đây này. Cái này nó không hiện bản đồ này. À, đây nhiều lợn lắm này các bạn. Ở phía xa xa này, ngoài đảo này rất nhiều lợn còn. Con này chưa phá hủy được nó. Kết thúc đi. Rất hay. Mình sang trò mô tô. Chúng ta đang ở cái màn deck nào đây? Đây nào, chúng ta đang ở màn 33 các bạn. Có cái bánh xe sang đây chắc là win đấy. Sao không tính nhở? Bỏ quá. Dừng lại. Màn này rất là khó. Stop. Mày. Mình lấy đà, mình bật sang rồi. Đấy, có đà đấy. Quá ngon và đẹp trai luôn. Chà. Càng vào sâu màn này nó càng khó. Ôi. Không thể bật lên được. Chết dở rồi. Quá. Một cái này. Đích đi qua được luôn. Mình sang trò scary tí chưa. Đây nào. Đang chơi với bạn nào đây? Cắt quần áo. Chúng ta sẽ tìm cái tủ quần áo mặc lấy mẫu trang phục này. Mình không lâu không chơi. Giờ đích biết nó nằm ở đâu luôn. Có cửa à? Bay hàng. Ấy, bà giáo đấy. Cho bà đi vào trong phòng này nè. I look fabulous today. Dù kéo đâu nhỉ? Mình đang đi tìm được cái kéo. Phải có kéo mới cắt được áo. Không phải rồi. Đây rồi, kéo đi rồi. Tìm đến cái phòng nào.
Có phải phòng này không đây? Phòng này mình thấy nhiều đồ đạc lắm. Ồ đấy phải. Oh, my beautiful hair. Everyone must be so jealous. Đây lắm cửa chứ. À đây, đây các bạn ơi. Đậy lại. Và chuồn đi. Anh chuồn đi còn đâu nữa. À, quá thành công. Mình sẽ lên tầng các bạn. Ô, khóa cửa. Ra sẽ vào bếp. Đây là trang phục của cô giáo yêu thích nhất đấy. Mình sẽ sang trò Roblox. Ôi đây rồi anh em ơi. Chúng ta đang đợi vào trong ấy. Lâu thế nhỉ? Đấy các bạn đây rồi, rất nhiều các bạn đây rồi. Đông quá nhỉ? Team mình khá là đông đây. Mày thao hồ chiến. Vào rồi. Chúng ta vào thế giới zombie rồi đấy. Đang loa mát này. Loading 99%. Đù, sao tối mù này. Cái gì sao tối này? Chiến rồi. Và đại diện cho một thế giới đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Một con zombie này. Ô, con này to thế. Đông thế nhở. Mảng lát hay sao không nhìn thấy. Cấp độ 40 rồi. Nó có con zombie lửa này. Và phải quánh chết luôn. cứ gõ đầu nó là mất nhiều máu lắm. Đã đai luôn đấy. Đó, các bạn đi theo mình ấy. Trước có mấy bạn bảo là cái bạn với em chơi cái trò này như và tìm mãi chả thấy tên. Đây này, thánh điệu chúng nó này. À, mấy bác này có cái búa này đẹp thế. Mình có cái cái búa rất là dởm luôn. Mình cầm cái cờ lê thì đập. Ủa đánh nhau loạn chi nhặng lên này. Sống lại đi em ơi. Ô, con này đen thế. Ô, lên cầu thang. Chúng mình cùng nướng khoai. Từ tầng 2 đến khoai nào. Ủa đông chưa kìa. Ô một bầy luôn. Đã đánh nhau loạn chỉ nhặng nên không biết là đâu là đâu luôn. Có pin chưa nhở. Zombie đây đủ màu sắc luôn các bạn ạ. Có qua mình vẫn còn rất là trâu máu. À, chúng mày ra đây, chấp tất 1-2 bạn. Wow, 4-5 các bạn. 2 bọn nó cào kinh lắm. Ôi dồi, xuống đây mất rồi. Ui, dưới này đông hơn. Tại sao dưới này đông thế nhỉ? Cứu tôi, help me. Ôi, nó cào cho gần hết máu rồi nè. Chà, không có ông nào ở đây luôn. Không có đồng đội. Cứu tôi với. Đông quá. Ôi cút được. Ôi được chết rồi. Con này méo mồm rồi. Súng.
chết mất, chết mất. Đồng quá. Đây anh thanh niên này có cái súng, có cái búa to này, cứu em với. Mẹ quánh. Quánh chết hết rồi. Ok chưa? Ô, một mình giữa vòng vây luôn. Mình vẫn đập được. Ui. Thua rồi. Rồi mình sang trò Slither. Ta sẽ chơi với ai? Hôm nay chơi, hôm qua chơi với đánh online. Online đánh hay thật nhưng mà nó bị lát lắm. Mình đánh với AI cho nó mạng khỏe này. Các bọn AI nó cũng khôn chứ, rồi dạng vừa đâu. Ngồi dạng vừa đâu anh em ạ. Ui ôi. Thịt con này, ui cái con này từ nãy giờ cứ hai bên quấn nhau mãi mà chưa thịt được nó. Kinh quá nhờ. Hay đấy. Ui chết chết. Chết chết luôn. Đây nhiều con to lắm. Rất là nhiều con to luôn. Mấy pha xử lý của mình vừa nãy khá là nuột nà nhưng mà chưa ăn được con nào cả. Chưa răng bẫy. À đấy, bây giờ mới răng bẫy được con. Đớp luôn. Chỗ này của ta. Hay chưa kìa. Hôm nay cũng hơi bị cóng tay nhưng mà mình vẫn chơi được. Tuyệt vời. Còn con nào nữa không? Ôi. Chúng ta sẽ sang cho Rapper 4. Ở đây đánh mấy con bot là 4 rồi. Bây giờ đánh con bot là trong phần Battle for the Moon. Bot này sống trên mặt trăng này. Đó. Nó là người ngoài hành tinh. Cái đặc điểm hơn những cái con bot khác là nó tạo ra cái môi trường chân không các bạn. Đấy, tí nữa chúng ta sẽ lơ lửng trong cái không gian này. Laser à? Giam ba cái laser này ăn thua gì? Ây da. Rất gọn gàng và nhanh chóng. Hạ cái con này quá nhanh. Cứu được trà mặt trăng rồi này. Đấy. Hành tinh vô cùng đẹp đẽ đã được mình cứu sống rồi. Mình sẽ vào trò Meet the Meet. Tan tan tan. Trong game này một cô gái đã bị bắt đi rồi. Chúng ta sẽ đi giải cứu cô gái đó. Ồ đù, chúng ta đang ở đâu thế này? Cửa thì đóng này. Không bắn được. Game này nó hơi tối. Bắn nó phát. Ơ, lối đi nào? À đây, lối đi đây đù. Tối quá không nhìn được. Có tiếng chó sủa đấy nhé. Cửa này. Bắt đầu ghê rồi đấy. Hôm trước mình xem thấy mấy ông chơi cái trò này. Thấy ông già thịt này ông có bắn không? Bắn. Ồ đi sao? Kinh rồi đấy. Chuồn đây kiếm cái gì nhỉ? Mẹ
súng không đạn thì súng làm cái gì? Ây da, sao ông này ông theo dõi ác thế nhờ? Vâng. À không, hình đấy là giới thiệu thì sao ấy. Bây giờ mới chơi thật này. Mình bị bắt ở trong cái chuồng bò à? Ô đù. Các bạn ơi, chúng ta bị nhốt đây này. Ơ ừ. À, lối thoát đây này. Xong ra được. Ở đây đây đây. Bây giờ mình ra rồi này. Ô cái gì đấy? Cái gì đấy? Ô hình như mình vừa mở cửa ra có một đàn chó. Ông ấy nuôi chó. Nó ra nó đợp. Bị nhốt rồi. Đây hai này này. Ủa không lối thoát à? Không không có lối thoát à? À đây đây cái bàn tay này chắc là dùng được đấy. Cái này cái cửa đúng không? À để cào cái này. Đủ nhưng có cào đâu. À ha. Đi ra thế các bạn ơi. Bữa ấy mình thoát được khỏi đây rồi. Rõ ràng là mình đi giải cứu cô gái mà cuối cùng ô lộn. Ồ, hóa ra là mấy con lợn này với nó đợp này. Ồ, chúng ta sang game khác thôi. Mình đi chơi trò Chôn Horo. Chúng ta chơi thử cái màn 1 đi. Cái màn này em trước mình đánh hết rồi. Ồ, thôi chết rồi. Được cái mũi to. Cái màn này. Màn này như uống cái nước này nè. Đúng rồi. Sai quy trình rồi. Uống nước. Uống nước xong rồi lấy cái chai Coca đổ vào người nó. Con này nó sợ nhất là Coca. Trò này lâu lắm không update mấy cái phiên bản mới nhỉ. Đùa. Chơi nhanh rồi, hết pin rồi, cả điện thoại lẫn máy tính bảng đều hết pin rồi. Rồi chúng ta sẽ chơi trò Hello Neighbor. Tan. Như hình như ông này ông đi vắng rồi. Tuyệt vời. Đây đừng đây lấy đà nhé. Lấy đà mình ném vào đây. Thì đâu người bắt được không? Ây da. Ây da. Ôi ông này. Ông này ngu vãi.
Thôi kệ ông ta đi. Ây da, ôi dồi ôi, rơi. Tự nhiên bị rơi. Ôi, bị tắc phím. Cày thế nhỉ. Đồ. Ủa, ông đang ngủ này. Người đánh cấp giấc mơ. Mình đang đánh cấp giấc mơ của ông ta. Ây à, đuổi à, ném nhau luôn. Ui. Đổi hàng họ rồi. Ây à, đuổi rát thế. Mình sẽ đột nhập vào cái nhà này. Cái nhà này nó mấy cái phòng này. À, cái này cần chìa khóa này. Ông đâu? Ui. 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 Ném. Ui. Chạy ra. Đích chạy ra được. Ghê vãi. Cái này có nút ngồi không? Tình hình là mình phá hết cửa nhà ông ấy rồi. Rồi. Ném này. Ui dồi. Ui dồi ôi, ném phát thốn. Hay quá ta. À, lại ôm cái này tiếp. Ui dồi ôi. Chóng cả mắt luôn. Ông đi đâu rồi? Đuổi nữa không? Nhìn này. 1, 2, 3. Ôi dồi, ông kéo mình xuống rồi. Đù. Vào bị trốn thôi. Chúng ta sang trò ice cream. Vâng, đây là game Horo đang hot là mưa làm gió trên thị trường hiện tại. Wow, mua kem đi cháu ơi. 2.000 một que. 2 que 4.000. Mày thì ham kem rẻ này. Cái tội ham kem đấy. Thích ăn kem à, ui, đỏ vãi. Kiếm được ngay cái này đây. Chúng ta nhặt được cái sợi dây này và đi xuống. Sao bây giờ ô xuống kiểu gì ấy? Mình phải nhặt cái này các bạn ơi. Chúng ta xem ông già bán kem luôn. Ông này một con quái vật đấy, không phải là ông già đâu. Qua anh hàng kia kìa. Chạy nhanh lắm. Tại sao lại chạy chậm thế này nhỉ? Có vậy, cái bản đồ này nó nặng đến nỗi mà không thể di chuyển được sao mà nặng. Mình cảm giác rất là chậm luôn. Không ở đâu rồi. Ôi. Ô đù. Chịt rồi. Trò này hơi khó khăn đối với chúng ta. Mẹ chơi những cái game Horo này có nhiều cái pha mà bất tỉnh nhân sự lắm. Cứ đuổi sao chạy chậm thế nhở? Ông đâu rồi? Cẩn thận lên ngay đằng sau chết rồi.
Ở đâu rồi? Ở đâu rồi các bạn ơi? Ôi ngay sau quái hàng. Trời di chuyển chậm quá. Ôi đù lại ngồi xuống nữa. Không nút nhảy nhờ. Ôi đù đang ngay đằng sau này. Chạy chậm quá. Tại sao lại thế nhỉ? Mình còn chờ cuối cùng là Fun Red to ready. Ta sẽ chơi. À, chúng ta đang ở màn 45 45 ấy. Ôi. Đứng ở cái vạch này là ai rồi lại về gì đó. Đùa lại thôi. Công cốc. Let's go. Căng quá nhở. Hiện tại mình đang tìm cách chơi trò Pokemon Go nhưng mà sao không chơi được. Không về được nhất này. Ok, đó là tất cả 16 trò chơi trong ngày hôm nay của mình. Goodbye, see you again.